Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video nữa chia sẻ các bạn cách thay dây sạc laptop. Thì đây, hôm nay mình đang làm trên một cái adapter sạc laptop của dòng Asus nha các bạn. Đây là sạc zin của laptop Asus nha. Thì để thay dây nó cũng mất khá là nhiều thời gian cũng như là cũng khá phức tạp nha. Thì để tháo được cái sợi dây sạc adapter thì các bạn phải bổ cái sạc ra. Thì cái cách để các bạn bổ cái cục sạc ra nó không bị bể với lại nó không bị nát thì các bạn sẽ dùng xăng thơm hoặc là các bạn dùng xăng của xe máy nha. Đó, các bạn sẽ cho xăng vào cái đường rãnh của cái sạc để cho nó xả cái lớp keo ở bên trong ra. Đó, ở đây mình không có xăng thơm, mình sẽ dùng xăng của cái xe máy các bạn nha. Mình xin lưu ý là mình dùng xăng xe máy nha bạn, xăng xe chạy xe của bạn hàng ngày á. Đó, mình mua một cái ống chích về mình hút xăng ra rồi mình cho vào sạc để cho nó xả cái lớp keo ra. Khi đó các bạn bổ rất là dễ dàng, rất là nhẹ nha. Nó thứ nhất là khi bạn cho xăng vào á, thì nó làm vỡ cái lớp keo nó dán á, rất là nhẹ nhàng mà nó không bị vỡ cũng như không bị bể nha. Đó, rất mình lấy ra rất là đơn giản nha bạn. Các bạn sẽ cho xăng vào cái đường rãnh của cái sạc adapter của bạn. Đó, sau đó các bạn sẽ dùng mỏ hàn để bạn thay dây khác nha. Đó thì cái dây sạc laptop này khá, nó chỉ có hai dây thôi, dây âm và dây dương. Đó, rất là đơn giản cũng như là rất là dễ làm nha. Đó, bạn nào mà có đồ nghề thì các bạn cứ sử dụng và thay thế thôi. Các bạn đang xem video tại kênh Vi Tính Huỳnh Long, các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhé. Thì thường khi các bạn dây sạc các bạn sẽ lâu thì nó hay bị đứt hoặc là nó hay bị gãy ở những cái đầu giắc sạc á. Đó thì khi bạn nếu mà bạn có điều kiện thì bạn thay sạc mới, còn bạn nào muốn tận dụng và giảm thiểu cái chi phí á, thì bạn thay dây sạc thì nó sẽ rẻ hơn nha. Còn khi bạn mua sạc mới hoặc là sạc zin theo linh kiện, zin theo máy á, thì nó sẽ khá đắt nha bạn. Còn khi bạn thay dây á, thì nó sẽ rẻ hơn mà nó giữ lại cục sạc zin của bạn nữa. Thường sạc zin đi theo máy nó vẫn tốt hơn khi bạn mua sạc mới, tại vì sạc mới mà thường nó chỉ bán hàng zin theo hệ linh kiện thôi, còn mà sạc như sạc của Asus mà theo hãng hoặc là theo máy thì đó chi phí nó khá cao nha. Ở đây mình sẽ thay dây sạc khác nha các bạn, thay dây sạc mới luôn. Đó thì để gỡ cái dây sạc ra thì các bạn sẽ gỡ cái lớp keo, cái lớp miếng thiết để nó giữ cái bo mạch đó. Đó, các bạn sẽ hút chì ra rồi sau đó các bạn sẽ lấy dây sạc ra. Thì cái dây sạc, cái dòng laptop Asus này nó chỉ có dây âm và dây dương thôi, nó chỉ có hai dây thôi. Các bạn tháo ra rồi các bạn canh xem vị trí nào âm, vị trí nào dương rồi bạn gắn vào là xong nha, rất là đơn giản nha. Còn các bạn nào mà không biết cái dây âm hoặc dây dương thì các bạn cứ coi theo màu, ví dụ màu trắng là dương, màu đen là âm. Đó, các bạn đưa vào cái lỗ âm và lỗ dương rồi các bạn sẽ hàn chì vào là xong nha.
Rồi sau khi các bạn đã hàn dây vào rồi thì các bạn sẽ dùng xăng thơm, các bạn sẽ lau cái những cái vết chì hàn để cho nó sạch cái bo mạch nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ hàn cái miếng thiết. Rồi sau đó các bạn sẽ ốp cái vỏ sạc vào. Đó, đây mà mình thay dây như sạc zin luôn nha các bạn. Cái dây sạc của mình nó bị gãy cái đầu. Đó, nó lòi cái lỗi mạch ra rất là nguy hiểm nha. Tuy nó không giật nhưng mà nhiều khi các bạn chạm vào nó sẽ bị tê tê nha. Đó thì ở đây mình sẽ sử dụng keo 502 để mình dán cái nắp vỏ sạc lại. Đó thì khi các bạn tháo ra rồi thì các bạn phải dùng keo các bạn hà cho nó dính lại nha. Các bạn sẽ cho vào đều của cho keo đều vào các đường của cái vỏ sạc nha. Rồi các bạn để khoảng 5 đến 10 phút cho nó khô keo. Rồi sau đó các bạn sẽ test lại nha. Đó, sau khi mình đã thay dây nè, các bạn thấy cũng khá đẹp nha. Vỏ thì nó không bị bể nát gì nha các bạn. Khi mình bổ ra, mặc dù sạc zin nó khá là cứng cáp, cho nên là các bạn sử dụng theo cái cách của mình bổ cái cục sạc ra thì nó sẽ không bị vỡ hoặc là bị nát cái vỏ của cái cục sạc nha. Đó. Thì đây là một trong những cách để giúp các bạn có thể thay dây sạc hoặc là các bạn tự thay thế cái dây sạc cho mình luôn. Rồi thì video mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nếu bạn thấy video mình hay và hữu ích thì bạn nhớ like và nhấn nhấn cái chuông đăng ký để luôn luôn cập nhật được những video mới nhất trên kênh mình nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha.